Đêm qua theo giờ Việt Nam, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ bước sang ngày làm việc thứ hai với chủ đề bao trùm là thống nhất và đoàn kết. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự hội nghị. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ năm nay đánh dấu việc lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN cùng có mặt tại Washington, là hội nghị đầu tiên do Hoa Kỳ chủ trì kể từ năm 2016 và cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Các cuộc thảo luận đã bao trùm một loạt vấn đề quan trọng, bao gồm việc hợp tác cùng nhau trong cuộc chiến chống COVID-19 và hành động vì khí hậu. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định, một phần lớn lịch sử thế giới trong vòng 50 năm tới sẽ được viết ra tại các quốc gia ASEAN và mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với ASEAN chính là tương lai trong những năm tới và nhiều thập kỷ tới. Chúng ta đang khởi động một kỷ nguyên mới trong quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khai mạc hội nghị cấp cao đặc biệt với lời hứa chi 150 triệu đô la Mỹ cho cơ sở hạ tầng, an ninh, phòng chống dịch bệnh và các nỗ lực khác. Cam kết tài chính mới bao gồm khoản đầu tư 40 triệu đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng nhằm giúp khử carbon trong nguồn cung cấp điện của khu vực và 60 triệu đô la Mỹ cho an ninh hàng hải, cũng như khoản 15 triệu đô la Mỹ tài trợ y tế để hỗ trợ phát hiện sớm COVID-19 và các đại dịch đường hô hấp khác.